Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với VChannel. Và hiện tại trên bàn của mình đây là một số cái phụ kiện mà mình nghĩ là sẽ rất là hữu ích dành cho những bạn nào mà thường xuyên di chuyển cũng như là thường xuyên đi du lịch. Thậm chí nếu như bạn là một người mong muốn cái sự tiện lợi trong quá trình sử dụng điện thoại của mình thì những cái món phụ kiện mà mình đang để trên bàn đây thật sự sẽ rất tốt cho các bạn. Ok, và hầu hết những cái món phụ kiện mà mình sắp giới thiệu đến cho các bạn đây đều đến từ nhà sản xuất Usam. Thì Usam là một nhà sản xuất đến từ Trung Quốc và chuyên sản xuất những cái phụ kiện như là ốp lưng, tai nghe hay là sạc dự phòng vân vân. Và bây giờ mình sẽ bước vào những phần chính của video ngày hôm nay. Và cái phụ kiện đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là cái chiếc sạc gập. Thì cái chiếc sạc gập đây chính là chiếc sạc gập của chúng ta, thứ đang được dính trên chiếc ốp lưng của chiếc iPhone 11 Pro này. Và nếu như mà bạn muốn tìm mua chiếc ốp lưng như thế này thì có thể tham khảo ở Viễn Đông Mobile, mình sẽ để link ở ngay phía bên dưới cho các bạn. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc sạc gập này. Ok, chiếc sạc gập này thì có gì đặc biệt? Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái lớp keo được dán chặt vào mặt sau của chiếc điện thoại như thế này, và lưu ý là lớp keo này chúng ta có thể gỡ ra được nha. Cộng thêm một cái vòng tròn để cho ngón tay vào như thế này sẽ giúp cho việc cầm nắm điện thoại được dễ dàng và chắc chắn hơn. Ngoài ra thì bạn còn có thể dùng nó để kê điện thoại lên trong những cái trường hợp mà bạn muốn xem phim. Ở bên hông của máy thì chúng ta còn có một cái jack lightning và jack tai nghe 3.5 kết hợp với cọng lightning lòng thòng ở dưới này sẽ giúp cho việc trải nghiệm cầm điện thoại của chúng ta khi mà chơi game cũng rất là thoải mái. Và cái món phụ kiện tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là cái sạc dự phòng 3.1 của Usam này. Bây giờ mình sẽ mở nó ra xem bên trong nó có gì. Đây là sạc dự phòng 3.1 của Usam với dung lượng là 10.000 mAh. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái cọng dây cáp. Tiếp theo đây chính là sạc dự phòng của chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái sách hướng dẫn. Và cục sạc dự phòng 3.1 này, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị dung lượng pin nằm ở ngay chính giữa đây. Đó, các bạn có thể thấy. Và đây là một cái cục pin dự phòng rất là thích hợp cho những bạn nào mà sử dụng qua lại cùng lúc nhiều thiết bị khác nhau. Ở đâu ra họ đã tích hợp sẵn cho chúng ta một cái cổng Type-C, một cái cổng micro USB và một cái jack chuyển Lightning được giấu ở bên hông khá là tiện lợi và hay như thế này. Và ở đầu vào thì chúng ta sẽ có những cái cổng tương tự và thêm một cái cổng USB-A nữa. Và với cái con máy này có dung lượng là 10.000 mAh sẽ giúp cho chúng ta tha hồ chia sẻ pin của mình trong những cái cuộc dã ngoại hay là du lịch cùng với lại bạn bè. Ngoài ra nếu 10.000 mAh vẫn chưa đủ với bạn thì Usam còn sản xuất thêm cả một cục pin dự phòng khác với dung lượng siêu khủng lên đến 20.000 mAh. Và cả hai sản phẩm này thì chúng ta đều có thiết kế chắc chắn với cái chất liệu nhựa ở bề mặt nhám và hoa văn như thế này sẽ tạo nên một cái vẻ rất là sang trọng. Và nếu như mà bạn cảm thấy vướng víu khi mà sử dụng dây sạc cũng như là sạc dự phòng thì tại sao chúng ta không mua một cái chiếc ốp lưng được tích hợp sẵn sạc dự phòng như thế này? Và chiếc ốp lưng này được đến từ nhà sản xuất Usam với dung lượng pin là 4.000 mAh, hẳn sẽ làm bạn hài lòng. Và bên trong chiếc ốp lưng này có một cái jack lightning sẽ cắm vào chiếc điện thoại của chúng ta trong suốt quá trình sử dụng như thế này. Và bề mặt nhám ở sau lưng sẽ giúp chống vân tay một cái cách triệt để. Chúng ta sẽ có một cái nút nguồn để bật tắt sạc và kế bên nó là một cái dải đèn hiển thị dung lượng pin của ốp, rất là tiện lợi. Và tiếp theo đó, nếu như mà chúng ta sở hữu một con máy mà có chức năng sạc không dây cũng như là chúng ta còn đeo thêm một cái Apple Watch ở trên tay thì đây sẽ là giải pháp chọn cho các bạn. Và với cái phụ kiện sạc không dây tích hợp luôn sạc cho Apple Watch được thiết kế với kiểu dáng rất là hiện đại này thì chúng ta sẽ có ở đây một cái lực hút 500 sẽ dễ dàng giữ cái phần đế sạc Apple Watch của chúng ta một cách chắc chắn và vô cùng tiện lợi. Ok, vậy đó là toàn bộ những cái món phụ kiện mà mình nghĩ là sẽ rất là có ích trong cái quá trình sử dụng điện thoại của các bạn. Nếu như mà các bạn muốn biết thêm thông tin cũng như là giá bán thì mình sẽ để link mua hàng ở ngay phía bên dưới và các bạn có thể tham khảo ở đó. Và video này của mình đến đây là kết thúc và mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn ở dưới phần comment. Và mình tên là Thanh Trực đến từ VChannel. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.